Thực hiện luật căn cước công dân năm 2014 và chỉ đạo của Chính phủ, Bộ Công an được giao trọng trách xây dựng dự án cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và cơ sở dữ liệu căn cước công dân để đảm bảo việc thực hiện cấp thẻ căn cước công dân thống nhất trên toàn quốc. Đây là hai dự án có ý nghĩa quan trọng trong quá trình xây dựng chính phủ điện tử, góp phần cải cách thủ tục hành chính, nâng cao chất lượng công tác quản lý nhà nước về an ninh trật tự, phục vụ phòng ngừa, đấu tranh chống tội phạm. Bộ Công an đã chỉ đạo lực lượng cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội phối hợp với các bộ ngành, các đơn vị chức năng cùng đồng tâm góp sức làm nên nhiều chiến công thầm lặng và ý nghĩa. Việc xây dựng và triển khai thành công hai cái dự án đã để lại nhiều cái bài học kinh nghiệm rất quý báu. Thứ nhất là cái bài học về xác định đúng tầm quan trọng, tính cấp bách của hai dự án, từ đó xác lập một cái cơ chế chỉ huy chỉ đạo tương xứng từ trung ương cho tới cơ sở. Thứ hai là bài học về sự quyết liệt, sâu sát, sáng tạo, bản lĩnh, đột phá trong công tác lãnh đạo chỉ đạo thực hiện hai dự án xuyên suốt từ trung ương tới cơ sở. Qua đó đã thống nhất nhận thức hành động trong toàn lực lượng công an nhân dân. Thứ ba là bài học về sự phối hợp đồng bộ, nhịp nhàng, chặt chẽ giữa các đơn vị trong và ngoài lực lượng công an nhân dân. Thứ tư là cái bài học về phát huy truyền thống, nhất là tinh thần trách nhiệm phục vụ nhân dân, sự cống hiến, sự tâm huyết sáng tạo, chung sức đồng lòng của cán bộ chiến sĩ lực lượng công an từ trung ương tới cơ sở và đặc biệt là cấp xã, cấp phường. Đây là những hình ảnh ghi nhận trước Tết Nguyên đán năm 2021 tại công an phường Mai Dịch, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội. 7 giờ tối, khi nhà nhà đã quây quần bên mâm cơm tối, cũng là lúc các chiến sĩ cảnh sát khu vực tại phường Mai Dịch bắt đầu buổi họp giao ban. Là một địa bàn có đông người lao động và sinh viên ngoại tỉnh nhập cư, lãnh đạo Công an phường Mai Dịch thường xuyên chỉ đạo lực lượng cảnh sát khu vực thực hiện các biện pháp nghiệp vụ nhằm nắm hộ, nắm người, nắm chắc địa bàn để có số liệu chính xác khi thu nhập cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư. Ngay sau buổi họp, Trung tá Nguyễn Quang Thẩm và đồng đội lại tiếp tục những công việc thường ngày. Không quản ngại thời tiết về đêm giá lạnh, Trung tá Thẩm vẫn miệt mài phối hợp với các cán bộ tổ dân phố để nắm bắt thông tin người dân trong địa bàn, phục vụ công tác thu thập dữ liệu quốc gia về dân cư và vận động người dân đi làm thẻ căn cước công dân. Hình ảnh của Trung tá Thẩm cũng là hình ảnh của nhiều chiến sĩ cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội trên cả nước trong suốt thời gian qua. Không quản ngày đêm, ngày lễ, ngày nghỉ, những chiến sĩ cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội trên cả nước vừa là những tuyên truyền viên tích cực giúp người dân hiểu chính sách để người dân phối hợp cung cấp thông tin và làm thẻ căn cước công dân, vừa là lực lượng chính trong hoạt động cung cấp thẻ căn cước công dân, phân loại và thu thập, nhập dữ liệu. Công an quận Hoàn Kiếm chúng tôi đã triển khai đến tất cả 18 công an phường và tham mưu cho chính quyền, ủy ban nhân dân, các cấp để triển khai tuyên truyền rộng rãi đến mọi tầng lớp nhân dân, tới cụm dân cư, đến tổ hộ gia đình. Hà Nội với đặc điểm là địa bàn đông dân cư, người dân đa số đi làm vào ban ngày, nên lực lượng cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội tại các địa bàn phường xã trong thành phố đã triển khai làm việc liên tục vào các ngày nghỉ thứ Bảy, Chủ nhật, các buổi tối và tổ chức cấp thẻ căn cước công dân lưu động tại khu dân cư. Người dân sau khi đi làm về có thể làm thẻ căn cước công dân ngay gần nhà. Công an thành phố Hà Nội là cấp lưu động, tức là không chờ người dân đến và xuống phục vụ tất cả những người dân có nhu cầu đến tuổi cấp căn cước công dân tại địa bàn khu vực dân cư. Đấy là một bước tạo điều kiện thuận lợi nhất. Nếu như ở các thành phố lớn, việc làm thẻ căn cước công dân và thu thập cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư gặp nhiều khó khăn do dân số đông, nhiều người nhập cư và người dân đi làm thường xuyên, thì tại các tỉnh, hoạt động thu thập dữ liệu quốc gia về dân cư và làm thẻ căn cước công dân gặp nhiều khó khăn bởi vị trí địa lý và trình độ dân trí của người dân không đồng đều. Khắc phục những khó khăn này, lực lượng cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội, công an các tỉnh trên cả nước đã lấy công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức của người dân làm hoạt động nòng cốt. Chúng tôi tổ chức tập huấn cho cán bộ chiến sĩ thực hiện cái nhiệm vụ này của công an huyện và công an các xã. Sau khi mà triển khai tập huấn xong
thì chúng tôi tiến hành tuyên truyền rất là sâu rộng trên các cái phương tiện thông tin đại chúng để cho người dân nắm được cái chủ trương này. Sau khi mà tập huấn tuyên truyền xong, chúng tôi xây dựng cái kế hoạch rất là cụ thể để triển khai cho cán bộ chiến sĩ thực hiện trên địa bàn từng xã thị trấn một cho nó đạt được yêu cầu đề ra. Đây là một buổi tuyên truyền tại nhà văn hóa phố Bà Triệu, thị trấn Triệu Sơn, huyện Triệu Sơn, tỉnh Thanh Hóa. Để công tác tuyên truyền đạt hiệu quả cao, lực lượng cảnh sát quản lý khu vực thị trấn Triệu Sơn đã phối hợp cùng với tổ trưởng tổ dân phố tổ chức tuyên truyền theo nhóm nhỏ. Qua buổi tuyên truyền, ý nghĩa tầm quan trọng của việc xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư được truyền đạt mạch lạc đến mỗi người dân. Từ việc hiểu rõ mục đích, ý nghĩa của việc thu thập các thông tin về dân cư, người dân sẵn sàng phối hợp cung cấp thông tin cá nhân để hoàn thiện cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư. Hoạt động tuyên truyền được lực lượng cảnh sát khu vực phối hợp với tổ trưởng các tổ dân phố thực hiện đồng thời qua loa phát thanh. Hình thức này giúp nhiều người dân không đến tham dự họp vẫn có thể nắm bắt thông tin, chính sách. Thưa bác, là để mà tinh gọn như một số các cái thủ tục hành chính cho người dân sau này, và cũng đang thực hiện cái đề án là thu thập cái dữ liệu quốc gia về dân cư ấy, thì hôm nay cháu đến gia đình bác để thu thập bổ sung vào cái phiếu thu thập dân cư này. Cái đề án dữ liệu dân cư quốc gia này nó rất là quan trọng. Thứ nhất là nó sau này nó sẽ giảm đi một số các thủ tục hành chính, thủ tục dần dà cho người dân. Ở đây thì theo những cái sổ của bác thì các cái thông tin ở bên đây là đã đúng là chính xác rồi. Chính xác rồi. Dạ vâng. Thế thì để cháu hướng dẫn cho bác để mà kê khai các cái thông tin ở trong phiếu này để đảm bảo cho cái việc tính chính xác của thông tin để phục vụ cái việc thu thập dữ liệu quốc gia về dân cư đấy. Với những người cao tuổi như ông Chí, lực lượng cảnh sát khu vực đã đến tận nhà, tuyên truyền và giải thích cặn kẽ ý nghĩa của việc kê khai thông tin cá nhân để xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư. Đồng thời, ông Chí được lực lượng công an hướng dẫn kê khai ngay tại gia đình nhằm đảm bảo kê khai đúng và chính xác. Lực lượng cảnh sát khu vực đây thì có ai thắc mắc gì thì sẽ rất là cặn kẽ cho người dân biết. Người dân rất đồng tình. Tại những địa phương vùng sâu, vùng xa, địa hình chia cắt, người dân có nhiều tập tục lạc hậu, ảnh hưởng tới việc thu thập chính xác thông tin dữ liệu quốc gia về dân cư và làm thẻ căn cước công dân. Lực lượng cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội đã không quản ngại đường xá xa xôi đến từng thôn bản để triển khai các hoạt động nghiệp vụ. Những hình ảnh này được ghi nhận khi nhóm phóng viên theo chân lực lượng cảnh sát quản lý hành chính Công an tỉnh Thanh Hóa đi làm việc tại các xã thuộc địa bàn. Bà Lương Thị Sọn và ông Vi Văn Hoa năm nay tuổi đã cao, sức khỏe yếu, đồng thời sống ở xã Trung Thượng, một xã vùng sâu vùng xa, cách trung tâm huyện Quan Sơn 10 km. Bà Sọn và ông Hoa khó có thể tự đi đến trụ sở xã để làm thẻ căn cước công dân. Thế nhưng nhờ có đội làm thẻ căn cước công dân lưu động, Công an huyện Quan Sơn, tỉnh Thanh Hóa, ông bà đã được làm thẻ chỉ trong 10 phút. Không quản đường xá xa xôi, không quản nắng mưa, những bước chân của lực lượng cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội, công an các địa phương trên cả nước đã góp phần hỗ trợ đắc lực cho người già, người đang bị bệnh, người tàn tật được cấp thẻ căn cước công dân ngay tại gia đình mình. Khi Công an tỉnh Thanh Hóa triển khai mô hình cấp căn cước công dân lưu động trên toàn tỉnh, thì Công an huyện được Công an tỉnh trang cấp một bộ mô hình cấp căn cước công dân lưu động. Chúng tôi cũng đã xuống đến tận các bản xa xôi, những hộ gia đình chính sách để cấp thẻ căn cước công dân cho người dân, tạo điều kiện được cho người dân bớt các chi phí đi lại này trong quá trình đi lại làm căn cước công dân. Bên cạnh việc tập trung hỗ trợ tại vùng sâu vùng xa, lực lượng cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội trên cả nước đã phối hợp với các trường học, các trung tâm bảo trợ xã hội và bệnh viện để hỗ trợ đa dạng các đối tượng người dân được cấp thẻ căn cước công dân. Đối với các cái bệnh nhân thì cũng không được hoàn toàn tỉnh táo, nhưng mà đều là những con người đang còn quyền công dân,
được các cái hưởng các cái chế độ, các quyền lợi như một công dân bình thường, và bệnh nhân ổn định để cũng mong muốn là được tái hòa nhập cộng đồng. Và cũng thay mặt lãnh đạo đơn vị thì rất cảm ơn bộ phận phòng quản lý hành chính đã quan tâm tạo điều kiện và giúp đỡ cho các bệnh nhân làm cái thẻ căn cước. Những đóng góp âm thầm lặng lẽ và xuất phát từ tinh thần trách nhiệm cao trong việc hoàn thành nhiệm vụ của lực lượng cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội trên cả nước đã góp phần quyết định làm nên những thành công của quá trình triển khai dự án thu thập dữ liệu quốc gia về dân cư và làm thẻ căn cước công dân. Bên cạnh đó, quá trình triển khai hai dự án không thể không kể đến những đơn vị phối hợp. Từ nhiều tháng nay, phòng làm việc của Ban Dự án Dữ liệu Quốc gia về Dân cư thuộc Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam VNPT luôn sáng đèn. Là một đơn vị phối hợp lắp đặt hệ thống kỹ thuật trong dự án thu thập cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, các thành viên trong ban dự án của tập đoàn đều xác định đây không chỉ là một nhiệm vụ mà còn là niềm vinh dự của tập thể và mỗi cá nhân. Dự án này là một cái dự án rất là lớn, một trong 6 dự án trọng điểm của chính phủ để phục vụ cho cái chiến lược chuyển đổi số của quốc gia. Với những cái sứ mệnh như thế nên là bản thân chúng tôi là thành viên của ban dự án, chúng tôi ý thức được cái vai trò trách nhiệm của chúng tôi khi triển khai dự án, vì thế cho nên là chúng tôi luôn luôn tức là làm việc hết sức mình của mình để làm sao mà hoàn thành được dự án theo kỳ vọng của Bộ Công an, kỳ vọng của tập đoàn đã giao trọng trách cho ban dự án. Là một thành viên nữ trong ban dự án, nhưng cũng như các đồng nghiệp khác, trong nhiều tháng triển khai dự án, chị Hoài không có ngày nghỉ thứ bảy chủ nhật và thường xuyên phải làm việc buổi tối. Để tập trung thời gian cho công việc, chị phải sắp xếp việc nhà và nhờ ông bà trông giúp các con nhỏ. Vất vả là vậy, với chị và các đồng nghiệp thì được tham gia dự án vẫn là một niềm vinh dự và cần hoàn thành nhiệm vụ với sự quyết tâm cao. Khi tham gia cái dự án này là cũng rất là phải cảm ơn gia đình, là chồng đã phải giúp đỡ tôi rất là nhiều thì tôi hoàn thành được công việc, vì sáng thì sớm, tối thì về muộn, kéo dài trong một thời gian rất là dài. Đến khi mà xong công việc trở về nhà với con thì con đã đến giờ đi ngủ rồi. Thực sự là cũng rất là thấy có lỗi với lại con, tuy nhiên là bởi vì do cái tiến độ của công việc thôi và do cái yêu cầu của dự án nên là chúng tôi cũng phải hoàn thành để làm sao kịp với lại cái yêu cầu chung. Nhờ sự tận tâm hoàn thành nhiệm vụ của mỗi chiến sĩ cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội Bộ Công an, nhờ sự góp sức của những đơn vị phối hợp, tính đến tháng 6 năm 2021, Bộ Công an đã thu thập được hơn 100 triệu phiếu thu thập dữ liệu quốc gia về dân cư DC01, đạt 99,6%, trong đó đã làm sạch đạt 92,9%, đồng thời làm sạch tàng thư hộ khẩu và hệ thống sổ sách trong hoạt động cư trú của công an cấp xã. Về triển khai cấp căn cước công dân, tính đến ngày 7 tháng 6 năm 2021, toàn quốc đã thu nhận 51.919.154 hồ sơ trên tổng số 50 triệu hồ sơ, đạt 103,8%. Đã cấp và in thẻ gửi công dân đạt 13.301.968 thẻ. Những con số được làm nên bởi sự góp sức của hàng nghìn những cán bộ chiến sĩ cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội trên cả nước cùng các đơn vị phối hợp trong dự án. Âm thầm, lặng lẽ nhưng vô cùng quyết liệt và tận tâm nhằm thực hiện mục tiêu chung mà Đảng và Chính phủ đã giao cho. Một chặng đường đã đi qua, chặng đường đó sẽ còn tiếp tục với nhiều công việc và những nhiệm vụ tiếp theo. Hệ thống sẽ được kích hoạt trong 5, 4, 3, 2, 1. Hệ thống sẽ đạt được kết quả đạt được như trên. Với sự nỗ lực và quyết tâm của các cấp lãnh đạo, của những người chiến sĩ, nhiệm vụ đó chắc chắn sẽ được hoàn thành xuất sắc để góp phần đẩy nhanh hơn nữa quá trình xây dựng chính phủ điện tử ở Việt Nam, đưa nền kinh tế Việt Nam hội nhập với môi trường kinh tế số toàn cầu.